Mắt hơi đỏ, mí hơi sưng. Trong mắt không ở trung tâm. Nước mắt nhiều, kết thành nhừ. Đây là những biểu hiện đặc trưng của bệnh viêm mắt ở chim bồ câu. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, có nhiều tác nhân có thể gây ra bệnh này. Bồ câu chăn thả thì mới hay bị ký sinh trùng, bị run tròn, chứ còn bồ câu nuôi nhốt này chủ yếu là do vi khuẩn E. coli. Trại chim bồ câu của anh Nguyễn Tiến Toàn, xã Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Nội được làm trong phòng khép kín như thế này, nên khả năng chim bị ký sinh trùng run tròn là rất thấp. Và sau khi thăm khám trực tiếp trên mẫu bệnh, tiến sĩ Liên Hương đã khẳng định vật nuôi bị viêm mắt do nhiễm vi khuẩn E. coli. Nguyên nhân làm bồ câu bị bệnh là do môi trường chuồng nuôi ô nhiễm. Khi chim vận động, vỗ cánh bay nhảy sẽ làm bụi bẩn có chứa vi khuẩn E. coli bay vào mắt gây viêm. Nó có hiện tượng là viêm thì nó ngứa, và con chim bồ câu nó thường xuyên nó đưa chân nó lên, nó gãi mắt. Mà chân của nó thì lại rất là bẩn bởi vì nó dẫm vào cái nền, cái sàn chuồng nó có phân. Chính vì thế cho nên là nó cái hiện tượng viêm nó lại còn gia tăng. Vào thời điểm giao mùa từ xuân sang hè, thời tiết thay đổi thường làm giảm sức đề kháng của vật nuôi với các loại bệnh tật. Vì vậy, trong giai đoạn này, khi bị nhiễm khuẩn E. coli ở mắt, thì bệnh thường có xu hướng phát triển nhanh và dễ lây lan. Khi chế độ chăm sóc nuôi dưỡng không hợp lý hoặc là thay đổi thời tiết, đấy thì có thể là bị hàng loạt. Khi phát hiện bồ câu có dấu hiệu viêm mắt thì bà con cần tiến hành điều trị ngay. Công việc đầu tiên là vệ sinh mắt cho bồ câu bằng dung dịch muối sinh lý. Bà con nhỏ từ 1 đến 2 giọt vào mắt cho chim tự chớp. Sau đó, đối với những con mới chớm bệnh, bà con có thể sử dụng kháng sinh dạng thuốc mỡ để điều trị. Kháng sinh như là thuốc mỡ của tra mắt của người như là tetracycline hoặc là những cái thuốc mắt dạng mỡ khác thì chúng ta có thể là nhỏ một chút vào mắt, và chúng ta có thể dùng tay xoa để cho cái mí mắt xung quanh này nó đều có kháng sinh thì nó sẽ không bị nhiễm khuẩn tiếp, và nó cái bệnh viêm mắt nó cũng sẽ giảm dần. Với những con bồ câu bị nặng, mắt đã sưng húp, mí mắt thâm đen thì bà con cần phải tiêm kháng sinh. Những loại thuốc thông thường có thể dùng như gentamicin, ampicana, lincospecto, liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Ngoài việc điều trị bằng kháng sinh, bà con cần bổ sung thêm vitamin ADE và thuốc bổ Catosan để tăng cường trợ lực, trợ sức cho chim bồ câu. Với những con bị bệnh, bà con nên hòa vào nước và nhỏ trực tiếp vào miệng như thế này. Sau 3 ngày điều trị với phác đồ trên, bệnh sẽ bắt đầu thuyên giảm. Chú ý thường xuyên quét dọn chuồng trại để tránh làm các loại vi khuẩn lưu cữu trong chuồng nuôi.